chơi hạnh phúc đè to siêu to khổng lồ luôn. Chưa có điện. Chưa tít mà. Chưa có, mày cắm sai nó chưa ăn được điện này đó. Giờ mới được này. Đè đi, đè đi. Để chú cầm cho. Cầm tí suốt đây. Nhảy đi đi. Cục pin cục đè bé tí. Không mai cho đi mua rồng. Sới chỗ háng ấy. Đấy, gạt đi, số 1 rồi. Thả nhẹ nhẹ thôi. Rồi. Sang số 2 đi. Rồi, ok, thôi, mò đi. Rồi, chạy test được. Bên chỗ này nó có nuôi cá nên là sới nâng lên cao lắm nhá. Nuôi ngốc này luôn á. Đi số nhanh luôn. Phải đi số chậm quá rồi. Cái số nó rít đúng không? Kiểu lâu rồi nó không dùng nó đi nó rít. Đi số 3, số 4 luôn, sang số 4 đi. Đi sang số 4. Hơi thả con này nào. Thôi mày đi nhanh như thế thì làm sao mà sới được. Lùi lại một tí. Chậm quá. Nó rít để mấy bữa cứ cha cha nhớt vào cái chỗ đấy. Không dùng đến là. Đấy đúng rồi. Đi cái số đấy là đẹp đấy. Cứ hạ xuống hết cỡ luôn. Rồi cài số 1. Tiến.
Rồi. Ok nha các bác, em nha. Rồi lên đi. Rồi lùi lại. Mo cái số sới ra. Thử cầu trước luôn đi. Tiến lên á, chưa gì đã nó thử, nên tôi dưỡng cài cầu chứ. Phải thử nó không có cầu nó khác nữa. Đó, cái bánh trước nó kéo đi kìa. Rồi. Thôi, vừa rồi. Lại quần lát cái đống cát này ra lại bị chửi bây giờ. Rồi, chạy. Mo cầu ra, mo cầu trước. Chú phá một tí nữa nào. Mo đâu. Không, đừng thôi, được rồi. Để đi, giờ này, quay cho chú này. Thôi rồi, cạnh nó. Quay cho chú. Em bán quá xe à. Chú hạ sát xuống luôn. Hả? Hạ sát. Số sới đâu có quay đâu. Yeah.